Xin chào các anh em mình đang xem kênh ha. Thì hôm nay em cũng buổi sáng em cũng cắt trực tiếp bo của cái tiếp theo cái clip ngày hôm qua đi anh chị em mình ha. Thì buổi sáng tầm này cũng 8 giờ sáng. Em cũng cắt bo em gửi cho anh em mình ha. Thì anh em nhắn tin kết bạn bên Zalo thì cũng 20 mấy anh em đón nhận cái bo mới để mà anh em về sưu tầm giống chơi. Thì em buổi sáng này em cũng trực tiếp em cắt bo em gửi cho anh em luôn ha. Thì anh em thấy cái bo của cái lượng bo của cái cây mình ghép này nó là tính ra là nó tròn là 4 tháng anh chị em mình ha. Cây này thì nụ nút bây giờ nó cũng còn nhỏ, tính ra nụ cây này nó còn hơi non ha. Tại mình không có vô phân làm nụ làm nút gì á anh chị em mình. Mình chủ yếu là mình lấy cái bộ khung tàn trước của năm nay á. Rồi Tết xong rồi có thể là mình xả, mình cho rồi mình tỉa những cái nhánh dâm đồ này kia, mình cho nó vào cái form của năm mới luôn anh chị em mình ha. Cho nên là giờ mình cắt bo đồ xong xuôi hết rồi mình đóng chai, rồi mình ghi từng địa chỉ từng anh em một để cho bên bên giao hàng tiết kiệm á, nó đến nó nhận rồi nó gửi cho anh em trong ngày hôm nay ngày thứ bảy anh chị em mình ha. Đấy thì cái để bắt đầu mình để cái máy cho nó ổn định đi rồi bắt đầu mình cắt anh chị em mình nha. Đây ha các bạn ha, anh em mình ha, đây là cái số lượng bo cũng đủ được 20 người anh chị em mình ha. Đây là em cũng đã đưa vô sân em và khu bóng mát đây. Thì hiện tại bây giờ là đấy, như anh chị em mình thấy ha, để dày rồi em cắt em thao tác, rồi em vừa thao tác em vừa trò chuyện với quý anh chị ha. Thì bo em cắt nó sẽ là như thế này nè anh chị em mình nè ha, hầu như là phần đa nó vô nụ hết rồi ha. Tại vì anh chị em mình biết á, thì những cái bo như thế này á, là em ghép tính này là được 4 tháng tròn, cho nên là nụ kim nó cũng còn hơi nhỏ ha. Nhưng mà anh chị mà ghép mà phôi nó mạnh thì những cái đầu kim này nó cũng sẽ trổ bông ha. Đấy thì có cái nụ như thế này là giờ anh chị em mình test luôn ha. Thì ở đây thì em sẽ cắt tất cả như thế này. Rồi bắt đầu em cho vô chai. Để em thí điểm một nhánh này cho anh chị em mình xem ha. Đây. Nó như chỗ này nè, như anh chị em mình thấy nè. Như vậy là tính một bo đi ha. 1 2 3 4 5 6 7. Anh chị em mình ha, cái ngọn nữa là 8 ha. Thì anh chị em mình về cái khâu này nè, thì mình cũng nhắc anh em chẳng hạn như phôi anh em á, mà anh em phải là anh em tưới dưỡng rễ hay là anh em tưới kích rễ gì đó, hoặc là cái cây mà nó đang đang bông xấu mà anh em muốn xả tàn á, để anh em ghép cái giống mới, hoặc là cái giống mới bên mình, hoặc là một cái giống nào đó, thì anh em mình cũng nên là cắt phân cho nó ít gì cũng phải được 10 ngày là cái phôi anh em đang trồng đó nha. Ở đây thì em bỏ vô chai và em xịt cho nó một miếng nước ở trong này, lúc nào nó cũng ẩm ướt ha. Đây. Thì khi anh chị em mình lấy ra thì anh chị em mình cắt cái đít chai hoặc là cắt cái cổ chai á, cho nó rộng cái này để anh em mình tiện lấy ra ha. Đấy.
Đó, em thao tác cũng rất là kỹ đó ha. Rồi. Đây như thế này là em cho miếng nước vô là được rồi. Ha. Rồi em chỉ bó lại thôi. Đấy, như thế này là một anh em nè. Ha anh chị em mình ha. Nó rơi vào khoảng tầm 12 13 bo ha. Như ngày hôm nay thứ bảy mình gửi cho anh em á thì phải qua ngày chủ nhật, có thể là thứ hai anh chị em mình nhận. Gần á thì thứ hai cũng còn có một hai anh em ở ngoài Đà Nẵng á. Có một hai anh em Đà Nẵng á thì miền Trung gì đó. Còn có thể là khoảng tầm thứ ba ha, 2 đến 3 ngày anh em mình mới nhận được ha. Còn như anh em ở dưới Bà Rịa hoặc là ở trên Đồng Nai cùng tỉnh với mình á thì anh em mình sẽ nhận trong ngày thứ hai, nó cũng nhanh hơn chị em mình ha. Thì cái tiền ship nó rơi vào khoảng tầm 10 mười mấy ngàn á, anh chị em mình gửi tiền ship cho họ ha. Đây là cũng là gọi là để anh em mình nâng tay nghề nè ha. Thì như cái cây này mình xả cái bo ghép như thế này thì mình ghép được khoảng tầm 4 tháng thì nó có những cái nụ non như vậy á, thì có thể là nó nở một chân đến hai chân bông thì anh chị em mình cũng không phải ngạc nhiên ha. Ok. Thì tầm này thì đấy như anh chị mình thấy á ha. Khoảng tầm 21 anh em ha, cái clip hôm qua. Clip hôm qua thì hơn 10 anh em nhắn tin cho mình ha. Còn đợt trước thì cũng có khoảng tầm gần 10 anh em. Cho nên là cũng 21 cái tin nhắn thì mình gửi, đầu tiên là mình cứ gửi trước cho 20 anh em trước đi ha. Còn lại thì cái video này, cái video mà ngày hôm qua mà nó trôi tới vài ngày nữa thì anh em nào còn nhắn tin thì mình còn gửi anh chị em mình ha. Bò thì em cắt rồi đó, còn cách thức em đóng rồi nó sẽ như thế này nè ha anh chị em mình ha. Bây giờ là em chỉ quấn xốp, em ghi cái địa chỉ ở trên đây rồi em cho bên giao hàng nhanh nó đến, nó hu nữa là ok, là nó đem nó gửi trong ngày hôm nay cho anh chị em mình nè ha. Ngày thứ bảy 23 tháng 12 ha. Đấy, cách thức là em cắt bo như thế này là em đóng nè. Đây là em cũng demo thử một cái nè. Nó rơi vào khoảng tầm 12, 13 bo vậy đó. Ha anh chị em mình ha. Có dư trong đó để anh chị em mình lỡ có ghép mà trục trặc như thế nào thì anh chị em mình cứ đóng cho nó thoải mái ha. Một phôi thì đóng thoải mái, hai phôi thì nó cũng khít khít ha. Rồi. Hiện tại bây giờ còn hiếu chai giờ. Thôi để em ngưng cái video rồi em đi lụm mớ chai nó, tranh thủ em đóng buổi sáng. Để không mà cho bên... nó giao hàng nó vô nó lấy buổi sáng nha anh chị em mình ha. Rồi hẹn, xin chào và hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Nếu như anh chị em mình thấy video mình ý nghĩa hữu ích thì cho mình một lượt like, một lượt đăng ký nha anh chị em mình ha. Rồi xin chào và hẹn anh em những clip tiếp theo.